Alo anh em nha, tối nay mình lên cho anh em một cái dòng siêu phẩm nha anh em. Và đặc biệt là anh em nào biết chơi nói cái bình này rất là phái nha. Hôm nay mình lên cho anh em cái bình bông mai ốc đồng Kawakip 29 hàng zin tháo xe thái về nha anh em. Đó, tình trạng là cái bình này mới vừa tháo xe thái về, cực đẹp, trái ra thì không xước không lém gì hết nha anh em. Đó, bình này mới về mình chưa vệ sinh luôn, trái ra đẹp long lanh không tì vết. Còn ai chơi thì nói thường thường sẽ gọi cái bình này á là bình bông mai ốc đồng, có người kêu bình cao qua kiếp, có người kêu là bình bông mai ốc đồng củ cao thì là nó nha anh em. Đó, bình này là cái đặc trưng của nó là có ốc chỉnh ngăn ti rất là lớn, và cái này trên thân nó sẽ có chữ Kenhin. Đó, cổ nó cao nha anh em, kim đốt nó khác bông mai vàng. Còn nếu mà cái độ chất của bình này á thì nói chung là bình bông mai vàng nó sẽ nằm ở dưới tầm của thằng này, và bên này thì mình đi trời mưa trời lạnh á nó sẽ ít bị dính ga hơn là bình bông mai vàng. Đó, cái bình này siêu đẹp nha anh em, bình này bán giá 2,7 triệu nha. Còn nói về cái độ phơi, độ chắc cũng như là cái độ hậu sâu của cái bình này á thì á, anh em nào chơi thì biết rồi, nó đỉnh lắm, hậu rất là sâu, anh em mà canh chỉnh lên xe ok là cái máy nó đã lắm, và đặc biệt là gan ti nó nhuyễn dữ dằn lắm nha anh em. Đây, cái bình này nếu về so với cái mà bông mai vàng á là nó là vip hơn nhiều. Đây, cái bình này cháy ra nè, thấy không, không xước không lém gì hết nha. Đó, rồi cái bình này mình bán giá 2,7 triệu nha anh em, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Bình bông mai mai ốc đồng Kawakip hộng 29 nha, bình này là hộng 29 nha, cúng Kawakip của Thái Lan á là 29 nha anh em. Còn có một dòng Kawakip không phải là Kawakip, không phải là xe Kawakip mà nó là của Kawasaki, mà nó tại thị trường như là mình không nhớ lầm là như của Indo á, nhà máy lai thì nó chỉ hỏng có 26.5 thôi, hỏng nhỏ hơn, nhưng mà bên này chạy nước phơi nó hỏng hỏng lớn nè anh em. 29 rồi, anh em nào cần thì bên này alo mình nha, bên này mình bán giá 2,7 triệu á, cho bên này đúng bình zin tháo xe, zin tháo xe nè, số seri là âm vô và chữ liền. Đó, cái bình cao qua kia.